Ok, xin chào các bác. Thì trên bàn em đây đang là một cái hộp khá là nhỏ nhắn thôi, nhưng mà em nghĩ đây là ước ao của rất là nhiều người. Em thì cũng thế thôi, phải nói là cực kỳ ước ao, nhưng mà có lẽ là không bao giờ sở hữu được nó. Giờ cái hộp tôi đã thích được các bạn. Cái hộp này có giá trị bằng tầm 5 lần cái con LG V50 nhà mình đó. Thì không biết là 5 con LG V50 thì nó có cái gì. Đây, các bác có thể thấy này, 12 Pro đó. Em nghĩ là bản này bản Hàn thì phải, em thấy tiếng Hàn đó, Hàn không à. Thì thực ra thì cái hộp này cũng đã có người bóc rồi, em chờ người bóc lại thôi. Đây, các bác có thể thấy này. Chưa, đây là trong lòng cái hộp chả có gì cả. Đây, các bác có thể thấy này. Ôi chà, đó, thấy gì chưa? Rồi, tuyệt vời luôn. Cái tiếng này là cái tiếng mà bóc lại thôi, nhưng mà vẫn đã lắm các bạn. Đấy, mặt trước của nó đây. Cái này thì có người bóc trước rồi và đã kích hoạt nó lên rồi. Đó, để xem phụ kiện nó có gì này. Rồi để nhẹ nhàng được không, nó xước phát thì vỡ mồm. Đây, cáp này, thì cáp này các bác ấy bóc ra rồi. Cáp này là đầu xi xăng lai linh nhé. Đấy, đây là cái sách hướng dẫn sử dụng, có que dọc sim này, có mấy cái hướng dẫn sử dụng, có một cái sticker nữa. Mấy cái này thì chắc cũng không cần phải quan tâm nó đâu, bỏ sang một bên đi. Thì đợt này ấy, là Apple không tặng cho người dùng cái củ sạc nữa, nghe đâu là vì bảo vệ môi trường gì đó, nhưng mà không biết là môi trường gì, nhưng mà người dùng phải mua thêm củ sạc nữa thì không biết môi trường kiểu gì. Và kệ nó đi. Thì đây là cái con máy 12 Pro, chưa phải là 12 Pro Max nhé. Thì cái mặt lưng của nó ấy, nó vẫn như cái con 11 thôi, cái kiểu kính nhám ấy, nó ít để lại cái dấu vân tay hơn, sờ nó hơi nhám nhám. Và cái cụm cam cũng y chang thôi, có thêm cái cảm biến laser ở đây nữa thôi. Đó, thì cái thiết kế thì gần như là không có gì thay đổi, ngoại trừ cái khung viền này thôi. Các bác có thể thấy này, bây giờ cái khung viền nó làm vuông vắn luôn, như thời con iPhone 5 ấy. Đó, đây là cạnh dưới này. Em phải lấy cái diềm lau để cho nó sáng bóng các bạn, tại vì cầm vào một phát là cái vân tay nó bị dính vào đấy luôn. Đấy, các bạn thấy này, cạnh dưới này. Đó, cạnh dưới này, cạnh bên này. Cạnh bên thì có cái nút nguồn khá là dài ở đây. Đây là cạnh trên này, cạnh trên thì không có gì cả các bạn. Đây là cạnh trái này. Công nhận là cái con này nó bám vân tay ghê thật. Vừa mới cầm vào thôi nó đã bám rất nhiều vân tay rồi. Thế là cạnh bên này, cạnh bên trái này, có nút tắt âm này, tăng giảm âm lượng cũng khá là to. Đây là cái khay cọc sim, cũng chả cần phải chọc ra đâu. Đó, còn đây là mặt trước thì các bác vẫn thấy là cái thiết kế quen thuộc thôi. Và cái cảm giác ban đầu của em ấy là khi mà cầm cái con máy này, nó cảm giác nó khá là cấn tay các bạn. Nó cấn ở chỗ cái vị trí này này, đây này, vị trí này này, đấy, nó tỉ vào chỗ này này. Và mấy cái ngón này khi mà cầm ở đây nữa, nó cũng cảm giác nó khá là cấn. Nhưng mà nghĩ là cái việc cấn này thì mấy bữa nó cũng quen thôi. Và em nghĩ là fan của Apple thì chẳng quan tâm cái này đâu. Đấy. Phải nói là nếu mà để đánh giá cái thiết kế này thì em thấy nó vẫn rất là đẹp và nó hài hòa. Các bác cũng thấy đấy, cái màn hình của nó đằng trước đây này, thì các cạnh của nó rất là đều nhau. Đấy, các bác có thể thấy này, các cạnh này, từ cạnh hai cạnh bên này, rồi cạnh trên này và cạnh dưới ấy, nó khá là dày nhưng mà nó rất là đều nhau. Và nó trừ cái chỗ cụm tay thỏi ra thôi, thì
thì nó dễ hơn thôi. Ở đây em có các con G8 của nhà mình đây, thì các bạn có thể thấy này, con G8 nhà mình đây, thì cái cạnh viền của nó cũng khá là, con G8 nhà mình cạnh viền nó mỏng hơn một tí các bạn. Đó, G8 nhà mình hay phết đấy. Nhưng mà các bác có thể thấy một điều nữa là cái màn hình của cái con G8 nó trong trẻo hơn, còn 12 thì nó hơi ám vàng một chút đấy. Không biết đã bật chu tông chưa thì không biết nha, thử xem nào. Đây các bác, chưa bật chu tông nữa. Chưa bật chu tông nó đã ám vàng như thế rồi, thì thử bật chu tông xem nào. Đấy, thì không biết nó ám cỡ, nó có vàng cỡ nào nữa. Đây là các bác, bật chu tông nó còn ám kích, nó có vàng kinh khủng hơn. Đó, nó vàng khe luôn. Nếu mà hình như qua cái camera thì có thể là các bác không thấy rõ, nhưng mà ở cái mặt thực tế em đang nhìn đấy thì nó ám hơn rất là nhiều. Còn iPhone nó vàng hơn rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ thực sự là iPhone bây giờ không biết để nói nó cái gì cả, ngoại trừ cái thiết kế thôi. Chứ còn bây giờ mọi thứ nó đều rất là tốt rồi. Nào là thiết kế này, nào là phần mềm thì khỏi phải nói rồi. Camera chụp auto cũng khỏi phải nói luôn các bạn, nó quá tuyệt vời rồi. Thì cái camera này của con 12 ấy, 12 Pro này, em sẽ thử nó so sánh với mấy con LG như mình xem. Thì trước tiên em có cái con Wing nữa này. Đây LG Wing này. Đây các bác có thể thấy này, cái cạnh của con Wing nó mỏng, rất là mỏng luôn. Đây này, các bác có thể thấy này. Đây nhá. Nó rất là mỏng luôn. Đó, nó mỏng hơn cái con 12 rất là nhiều. Mà nói thật các bác là cầm con Wing này, em cho em cảm giác sướng hơn cầm con 12 rất là nhiều. Cái màn hình nó ngập tràn và nó rộng rãi và nó thoáng ấy, cầm nó sướng ấy. Và cảm giác đầm tay rất là sướng. Đấy. Nó gọi kệ nó đi. Rồi ok. Thì cái đấy là cái trên tay nhanh về cái con 12 thôi. Các bác có muốn test cái gì về con 12 này thì comment nhé. Tại vì em cũng không biết là test nó cái gì cả, ngoài trừ test camera so sánh nó với LG nhà mình thôi. Còn thực ra nó cũng chả có gì test đâu. Mọi người cũng biết là cái con đời 12 này, nó ngoại trừ cái việc mà nó làm cái khung viền vuông thành sát cạnh như này thì ngoài ra nó cũng không có gì khác biệt cả. Con chip nó tăng lên một tí. Rồi, thế thôi. Các bác có muốn em test cái gì thì comment bên dưới nhé. 5 lần 5 con LG V50 đó. Nếu như là các bác phải là các bác có mua 5 con V50 hay là mua một con này. Em thì em sẽ mua 5 con V50 thôi. Ok.